dạ vâng thưa quý vị anh, anh duyên trong cái thế giới của những nhân vật mà là đồng minh hay là cuồng ủng hộ cho donald trump đó thì hôm qua tới giờ đó báo chí nói đến hai người anh đó là luật sư linh wood mà quý vị cũng đã nghe tên trong cái vụ kiện mà của Kyle rittenhouse rồi, thưa quý vị thì chuyện gì xảy ra mà cái ông luật sư linh wood này lại chửi bới cái bà marjorie Taylor, là ngầu thấy <laughs> Marjorie Taylor Green đó, thưa quý vị là một người phụ nữ mà cũng là cũng quen đi chửi người này rồi thành thử là Ngọc thấy chửi người thì có người chửi lại thôi thì chuyện gì anh Duyên anh Duyên có kể cho quý vị nghe cái cái, 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 bây giờ những khi mà người ta kết nối lại với nhau mà nếu mà người ta kết nối vì một cái điểm tốt vì người dân chứ không phải là vì chính mình đó thì cái sự kết nối đó nó nó khó vỡ còn nếu mà họ kết nối vì chính họ đó thì cái kết nối đó nó đổ vỡ lẹ lắm cho nên lệ Ngọc mới vừa chia sẻ thì hình như là một có một lần nào đó anh em chúng tôi cũng có nói điều này rồi bây giờ Red House thì gây quỹ ai gây quỹ Linwood gây quỹ cho Red House gây quỹ lên hai hai triệu ba triệu gì đó thì gia đình Rittenhouse House lại đuổi cái tay luật sư Linwood này đi và mà mà để mà mướn một luật sư khác mà nhờ luật sư khác giỏi cho nên mới trắng án thì bây giờ cái tay linwood này nói là cái số tiền này không có trả cho luật sư của mấy người đó mà muốn là trả lại cho cái tổ chức gây quỹ thì chính vì như vậy mà marjorie green lên tiếng chửi nói rằng là uh, linwood đây là lời của Mar marjorie green là linwood phải đi vô tù về bởi vì những việc hắn làm cho Red House. Rồi Linwood là dem, Democrat chứ không phải là Republican, không phải là Cộng hòa. Linh tại vì Linwood mà hai cái ghế thượng viện ở Georgia mới lọt vô tay dân chủ. Linwood đã làm tiền Trump và suối những cái người mọi người người ở uh, Cộng hòa đó đừng có đi bầu vào cái ngày năm tháng giêng mất hai cái ghế ghế uh, thượng viện thì Lin Wood mới nổ lại liền thứ khác nói là nếu mà nói theo cái kiểu kinh thánh, Ok cái này là Lin Wood nói chứ không phải là tôi nói nói theo cái kiểu kinh thánh đó thì Green đã bị quỷ ám rồi bởi vì ai mà tin vào Jesus ai ai mà tin vào Chúa Giêsu đó thì không nói láo mà Mar Marjorie Mar Mar, Green đó là nói láo liên tục thì bây giờ mọi người hãy kết luận luận đi là Marjorie Green đó, có phải là, là 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 tin vào Chúa Giêsu hay không? Rồi nói rằng là cái bọn gây quỹ mà stop the steal của Sydney Powell của uh, tướng uh, Mike Flynn và của Marjorie Green đó, gây quỹ stop the steal rồi tiền đi đâu không ai biết. Tóm lại là bây giờ mình thấy cái đổ vỡ trong cái đám đó đó nó là một cái đổ vỡ mà mình, mình nghe rất là quen ở trong cộng đồng Việt Nam ngồi lại với nhau nói là gây quỷ gây quỷ cho đủ thứ lý do mà ngay cả những như là nào là những cái hội bạn ở Việt Nam rồi gây quỹ cho người nghèo ở Việt Nam mình không biết là tiền đi đâu những cái người mà làm gây quỹ đó đó thì họ nói rằng họ đi về Việt Nam để mà họ đưa tiền cũng không ai thấy không có một cái báo cáo nào mà minh bạch mà hãy người ngoài muốn nhìn vào đó thì họ không cho rồi đâm ra trong nội bộ họ cuối cùng chính họ chứ không phải là người ngoài phanh phui lẫn nhau chửi nhau kiện nhau vân vân và vân vân tất cả những cái những cái những cái bệnh mà nó ung thối như vậy đó nó rất là tương tự với nhau nó có cái triệu chứng rất là tương tự với nhau thưa quý thính giả cho nên uh, yeah, nghe nghe thì mình biết là cái chuyện mà chia rẽ giữa cái đám cuồng trump đó nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi là tại vì bất kỳ một đứa nào mà nó dính tới trump bây giờ đó nó chỉ nghĩ tới tiền nó chỉ tới nghĩ tới gây quỹ và nó chỉ nghĩ tới là ông boss của nó sẵn sàng du di để cho nó ăn ăn cắp tiền của người khác Chính vì là đi tới Trump Có nghĩa là làm bậy Thì được lờ đi Và kiếm tiền thì ok đó Cho nên David Nunes là cái tay mà Nếu giả sử Năm 2022 Mà lấy lại được hạ viện Thì he sẽ lên làm Chủ tịch cái quỹ ban ngân sách đó uh, Ways and Means và làm chủ tịch cái quỹ ủy ban đó có nghĩa là cái power là đứng số 2 ở hạ viện. Chỉ có sao speaker of the house ơi. mà he cũng nói là hơi không làm nữa, chạy qua đi làm cho Donald Trump làm ở một cái công ty truyền thông bởi vì nó dễ kiếm tiền, mặc dù cái công ty truyền thông đó mới vừa chớm ra là đang bị khởi một cái cuộc điều tra để coi những cái chuyện họ làm có phạm pháp hay không. They don't care. Cho nên mình dẫn cái cái chuyện mà, mà 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 bên phía bên cuồng Trump bắt đầu nó giết nhau vì tiền đó thì thôi cái đó mình không có lạ, mình 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 biết rồi. Có những cái những cái tin mà làm chúng ta sẽ sẽ uh, phẫn nộ hơn nhiều là nếu mà quý uh, thính giả để ý từ khi mà bùng lên tôi đổi đề tài từ khi bùng lên cái chuyện mà căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine và sau đó thì ông Biden ông đã lên tiếng ông và đã có một cái cuộc họp giữa Biden với Putin rồi đó cái mà buồn cười nhất cái mà đáng khinh bỉ nhất đó là cái đài Fox và cái 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 tờ báo và cái công ty tin Newsmax đó, đó là hai công ty công ty truyền thông gọi là sẵn sàng làm những cái 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 điều mà gọi là ghê tởm đó thì bây giờ mình 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 nghe Tucker Carlson. Tucker Carlson công khai ở trên cái chương trình của đài Fox, cái chương trình uh, gọi là Prime Time đó mà nói gì nè là tại sao Biden lại làm khó Putin? Putin đây là cái câu của Tucker Tucker Carlson. Putin chỉ muốn bảo vệ biên giới của mình mà thôi. Rồi cũng câu của uh, tất Cả là NATO được hình thành cũng chỉ để tra tấn Putin mà thôi. Tức là được hiện hữu, được exist cũng chỉ để tra tấn Putin mà thôi. Quý khán thính giả nghe theo một cái đài như là đài Fox mà bây giờ cái sự căng thẳng như vậy đó mà lại 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 binh Putin mà lại chỉ trích ông Biden đó tại sao mà làm dữ rồi cái bà Ingram Ingram cũng trên đài Fox bà nói là tại sao chúng ta phải trách nhiệm cho cái an toàn của Ukraine nó Ukraine ở quá xa mình ở đây tại sao mình phải chịu trách nhiệm cho cái an toàn của Ukraine cũng là rồi thêm một cái điều nữa Tucker Carlson là Tucker Carlson nói là chuyện này khó tin nhưng mà phải nói rằng chúng ta đang tiến gần đến một cái cuộc chiến tranh nóng không phải là cold war nữa mà là hot war với lại nga và, và vậy đó mà cái đám republicans bây giờ là tất cả các chửi luôn republicans không có làm cái gì chặn lại mà họ lại càng thúc đẩy nữa càng càng thúc đẩy một cái ông tổng thống yếu như biden mà lại biden lại bây giờ dữ dằn đây là những cái phân tích của tôi nè. Putin chỉ muốn bảo vệ biên giới của mình. Cái câu hỏi là có bao giờ có một cái dấu hiệu gì đe dọa là Ukraine sẽ tràn qua bên 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 Nga không? Hoàn toàn không có. Như vậy thì bảo vệ biên giới là bảo vệ cái gì? Quý quý khán thính giả thấy không? Có bao giờ Việt Nam mà dám tràn qua bên Quảng Đông, Quảng Tây không? Không dám. Nhưng mà nếu mà bây giờ Trung Cộng, Tập Cận Bình mà ra lệnh cho 200.000 quân, 100.000 quân mà đóng nghĩa là dọc cái biên giới phía Bắc của mình đó. Rồi rồi nói rằng là là Trung Cộng là Tập Cận Bình muốn bảo vệ biên giới của Trung Quốc, mình có tin không? Như vậy mà tất Cơ cả ca nó nói vậy đó là Putin dàn quân ra như vậy chỉ muốn bảo vệ biên biên giới của mình. Rồi NATO được hình thành chỉ tra tấn Putin. Có tra tấn hay không? nội cái câu nói nó nói cái ngu rồi cái bà Ingram nói, tại sao chúng ta phải trách nhiệm cho an toàn của Ukraine tôi đã phân tích quá nhiều cái tình hình trên thế giới ở các vùng khác nhau để chúng ta hiểu rằng là nếu mà nói Ukraine là còn gần á Tại sao mà chúng ta phải lo cho an toàn của Đài Loan, lo cho an toàn của Nam Hàn, lo cho an toàn của Nhật Bản? Dạ thưa mấy ông, mấy bà, mình người Mỹ chúng ta bây giờ muốn có sự hiện diện trên khắp thế giới chỉ vì là cái an toàn của chính Hoa Kỳ Stupid. cái cái đài Fox này nó là ghê gớm như vậy rồi đó. thì thôi bây giờ mình chuyển qua cái đài cái cái tờ báo New Newsmax Newsmax đó là một cái công ty truyền thông mới ra đời cũng có đài truyền hình rồi mỗi một tháng nó có một cái tạp chí và cái tạp chí hàng tháng của Newsmax á thì sở dĩ mà cạnh tranh là ra đời cạnh tranh là sao tại tại vì cái khối mà 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 cực hữu mà da trắng cực đoan mà cuồng đó cái khối đó nó nghe nó nó, nó hồi đó giờ nó chỉ có một đài nó nghe thôi là 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 cái công ty Fox ấy. Newsmax ra là tại vì thấy là cái chốn đó là cái chốn mình có thể kiếm tiền được mà họ ra Bây giờ còn ho qua mặt luôn cả Đài Fox nữa Và bây giờ hình như là Nga Mình không biết nha Cái này mình không biết Nhưng mà phải có một cái sự vận động nào đó của Nga Và cái 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 khối mà thân Nga ở tại Mỹ này nè Cho nên Đài Fox mới lên tiếng cái giọng đó Và chúng ta biết mà Đài Fox là công cụ của Donald Trump Newsmax không, nói chữ công cụ là không đúng Đài Fox cũng là một um, một đồng minh của Donald Trump và Newsmax lại còn là đồng minh mạnh hơn nữa. Thì đây là cái tờ báo tháng này, một như tôi nói Newsmax mỗi tháng nó ra một tờ, thì cái tờ báo magazine của nó tháng này đó, cái trên cái cái đề tựa của nó đó, vui lắm. Nó để là Vlad the Great, cái hình Putin như thế này là có cái hàng chữ Vlad the Great có nghĩa là anh chàng Vladimir tức là Putin đó Vlad có nghĩa là là Putin đó vĩ đại the great rồi cái bình luận của cái, cái 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 có một bài bình luận ở trong cái số báo này mà nói chứ là Putin đó là bây giờ cho thấy Putin mới chính là cái lãnh đạo thật sự của thế giới là de facto leader leader of the world mà sở dĩ mà Putin mà lên làm lãnh đạo de facto của the world đó đó là tại vì kể từ khi Donald Trump bị đá ra khỏi Nhà Trắng, khi mà Donald Trump không còn ở White House nữa thì bây giờ lãnh đạo của thế giới chính là Putin. Cái phóng sự này đó nó là một cái một cái bài viết này mà, nó có một cái chủ đề, nó nói Vlad the Great tức là chàng vĩ đại Putin đó là sa hoàng của thời nay. Là giống như là king vậy đó là xa của của bây giờ sau trump không còn ai có thể kềm chế được putin nữa quý khán giả theo nó hề tới mức độ mà nó nói rằng là chỉ có putin đó chỗ chỉ có donald trump mới kềm chế được putin thôi bây giờ trump không còn ở nhà trắng không còn ai kềm chế được putin nữa thì thôi M ai mình cũng biết là cái hồi đó hồi mà Trump còn làm đó Trump đã đã sức cơ là mình mình gọi là Putin sức cơ đó đứng trước quân đội của mình đứng trước chính phủ của mình mà nói một câu ở ở Helsinki đó nếu mà giữa tình báo Mỹ và Putin thì tôi tin cái ngài tổng thống Putin hơn vậy mà cái tờ Newsmax Smart nó dám nói rằng là chỉ có Donald Trump mới kềm chế kềm chế được Putin thì thôi tôi bây giờ tôi cũng nói theo họ cho nó vui mà sau khi mà tôi đọc những cái điều như vậy tôi mới nói là nha yeah, mình tôi tôi cứ tưởng tượng ra là một là một cái cảnh mà donald trump mà kềm chế putin mà kềm chế dữ lắm là cứ là 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 putin ngồi dạng chân ra đó tự nhiên bị donald trump nhào tới kềm chế phải không giữ chặt hai cái đầu gối nha rồi sức sức cho tới mà mức mức độ mà Putin nghĩa là đầu hàng luôn đó gọi là tê liệt luôn đó ngồi nghĩa là, là, Donald Trump ghi chặt hai cái đầu gối sức cho tới khi mà 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 Putin ú ớ không có lên tiếng được nữa đó. mình thấy kềm chế thấy sợ không cho nên thì thôi bây giờ mình chỉ để mà mô tả cái cảnh mà Donald Trump mà sức Putin đến mức độ mà kềm chế mà giữ chặt hai cái đầu gối đó tôi phải nhờ cái lời của ông Nguyễn Du thì nó mới mới hay chứ còn tôi mà tôi không không có chữ nghĩa đủ để mà hay đó thì cái câu đó nó phải nói là vậy nè Putin mà có dở bài bay đó dẫu văn vào mặt đó thì Trump này ok đó trở lại với lời ngọc